cái gì đi. Thế có quay lại quá trình pha luôn không? Thôi uống đi em ơi. Quấy quấy lên cho nó. Không chơi nữa, tao bụng lắm rồi. Không mẹ. Em ơi, anh đã rồi, em phải chơi tiếp anh rồi. Cái kia, cái bác kia kìa. Ủa đi, ủa đi. Sao xuống em, xuống em ạ. Đây này. Cái bát dưới, bé bé sao em ơi. Đây bát dưới này. Không, đấy bác không phải bát đấy. Bát đấy. Không, em múc của bát này ra. Cái đeo sổ sổ. Bố pha thêm bây giờ xin cho con cái kẹo mày tao mày cho nó cắn được từ bụng á. Em chia bài khác đi, coi thua rồi. Ai đi bây giờ lại ai đi coi thua thường luôn đi. Thằng Cao vừa mới cho sẻ ra ngoài kia rồi bắt mặt làm bắt nó thôi á. Cho coi như sắp chia lại chưa có không chia làm gì chia lại thì Cao uống luôn. Bây giờ mày muốn nghỉ mày sẽ phải uống hết hết cái bát to nghỉ. Ôi, cái gì ạ? Chơi nữa, đêm rồi. Đau đau bụng quá. Anh, em muốn chơi nhỉ? Để mọi người thua em. Mà mình mới uống thêm khoảng 2 cốc nữa là múc nước lại, anh vào thì à? Quay đầu không? Kìa. Nó cho phát ngoài kia rồi. Nó vắt chứ gì đâu. Em ơi quay. Em ơi vào đấy quay đi. Em ơi vào đấy từ hồi trực tiếp em ơi. Đây chị chụp luôn cảnh như ảnh như bịch nước đấy. Thôi, không có gì. Ngồi vào đi, không hết giờ. Nhanh đây không hết được giờ. Có gì đâu. Ai quay cho này em ơi. Tối không em? Quay về con Linh thủ dâm đấy. Bật dậy lên. Có gì đi em. Không bắt được. Sao to được nhỉ? Một con dáng kìa. Vắt mãi không xong. Mày kiểu nằm cân căn lại trong chụp màn hình lại. Không được. À, ta nghe được. Không được. Không được. Quay ngay cận cảnh của em nhá. Đang lấy khắp nơi ạ. Đang lên hài VN. Không liên quan nhưng đang lên. Không, chỉ cần gần kiểu đăng lên Facebook hoặc đăng lên YouTube ấy. Không lên. Anh có muốn chơi không? Rồi đây rồi. Bùng bài của em, khát bài. À, mùi thuốc lá bay bay. Sao đang lâu. Không lên cận cảnh rồi. Lúc mới cận cảnh rồi, bây giờ thôi, em cứ quay toàn cảnh cho nó. Đợt tay nào. Mùi thuốc lá bay bay. À ta thôi xa đắng nào. Ông cho Nước. Cái thằng này nó chạy, nó đang ngậm mồm đấy. Cái bụng nôn quá. Cái bụng nôn phải không? Cái bụng nôn đấy mà. Nôn quá. Nấu uống mà mình sợ quá. Cứ nghĩ nhỏ ra. Ôi trời. Sao đêm nay? Nấu uống mà mình muốn nôn quá. Đêm nay. Sao đêm nay gào. Gào sớm gió xe về. Tiểu giải nữa rồi. Không. Có mỗi cuộn giấy là sáng đầu nha. Nó uống một phao mình muốn nôn. Quá đêm nay. Sớm gió xe về. Em đến điểm G rồi. Lại cái điểm G. Điểm gờ. Mình Trinh ơi, vẫn còn phần của em kia. Không, tao vẫn bình thường. Không được hòa thôi nhá. Thế mà